Xin chào cả nhà, mình là Hợp và rất vui được trở lại với anh em với một video về Certina. Với video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc Certina mới về của ICS. Đó là chiếc Certina DS1 Powermatic 80. Và mẫu này của chúng ta thì sẽ có mã ở đây là C029407220310. Và chúng ta sẽ thấy ở trên này chúng ta sẽ có phần là thân bằng thép và có mã PVD. Độ chống nước là 13 với cơ cấu là Double Security DS. Và đây là máy automatic. Cùng với đó chúng ta có kính Sapphire và Non Reflecting với cái lớp chống chóa rất là tốt. Chiếc này phải nói là một chiếc Certina gần như là đẹp nhất từ trước đến giờ mình nhập về và để phục vụ anh em. Và mức giá của em nó thì cũng rất là đơn giản, nó không có cao và nó hoàn toàn phù hợp với cái nhu cầu cũng như là túi tiền của anh em. Và đây chính là chiếc Certina DS1 và Powermatic mình muốn giới thiệu đến anh em. Tổng thể nhìn qua chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với thân thép, dây bracelet. Và chúng ta sẽ có một những cái phần mà đề mi gold của chúng ta được làm. Ví dụ như ở đây dây của chúng ta là dây 3 chỉ to, thì ở cái chỉ to trong thì chúng ta sẽ có hai cái miếng được mạ vàng yellow gold. Và chúng ta sẽ có một cái núm của em nó được mạ vàng yellow gold. Và bộ kim cọc ở phía trong của chúng ta được mạ yellow gold. Rất là tuyệt vời phải không các bạn? Với mẫu Certina này thì các bạn sẽ có một cái mặt dial được làm rất là đẹp với cái vường vân trải tia sunburst. Chúng ta sẽ có cái thiết kế đặc trưng của dòng Certina với hai lòng. Lòng phía ngoài các bạn sẽ có đó là cái vòng outer rim chỉ 60 phút cũng như là cái dây. Ở phía trong thì các bạn sẽ có hầu hết tất cả những cái phần chính của chúng ta, bao gồm đó là 12 cọc số. 12 cọc số này của chúng ta thì có dạ quang và bộ kim cọc của chúng ta. Bộ kim cọc được làm giống lưỡi kiếm và kim dây của chúng ta được làm mảnh. Bộ kim cọc này đều được làm bằng thép không gỉ và sau đó được mạ PVD yellow gold, rất là phù hợp với cả cái mức giá của em nó. Mặt dial phía trong của chúng ta được làm với cái đường vân trải tia sunburst màu bạc. Và các bạn vừa thấy với cái đường vân trải tia sunburst màu bạc này thì em nó sẽ rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có logo Certina 1888 ở góc 12 giờ. Còn ở góc 6 giờ chúng ta sẽ có lịch lộc và chúng ta có logo DS1 cũng như là Powermatic 80. Mẫu này sử dụng máy Powermatic 80, máy switch ETA C07.111 Powermatic 80. Nó có một cái cơ cấu giống như là của T-Shot. Với cái máy này thì chúng ta sẽ có 23 chân kính, khoảng 80 giờ tích cót và cái VPH vào khoảng 21.600. Đó là một cái cách làm của SWAT Group áp dụng lên các dòng sản phẩm bây giờ, bao gồm là Certina cũng như là Hamilton đều đã đang sử dụng cái máy ETA này. Với cái chiếc này thì nó có những cái đặc điểm là rất là hay. Ngoài mặt dial đẹp, chúng ta có một cái kính Sapphire lồi được làm rất là tuyệt vời. Các bạn sẽ thấy cái phần kính nó lồi tràn hẳn lên. Và cái kính Sapphire này được làm chống lóa hai mặt, giúp cho mặt dial của chúng ta rất là trong trẻo. Với một chiếc đồng hồ nó chỉ vào khoảng 13 triệu đồng thì mình nghĩ là cái độ hoàn thiện như vậy nó rất là tuyệt vời và nó hơn hẳn với người anh em T-Shot. Đó, mình phải nói dùng từ hơn hẳn. Phần bên thân phải thì các bạn sẽ có một cái núm như mình nói được mạ vàng PVD và chúng ta sẽ có phần thân được làm phay xước hết. Cái phần là phay xước này của Certina được làm rất là mượt và đẹp. Các bạn sẽ thấy những cái đường đánh phay xước rất là nhỏ và nó hạn chế cho chúng ta những cái đường xước lông mèo. Đó, hạn chế rất là nhiều. Và các bạn sẽ thấy với bộ kim cọc này thì các bạn có thể đeo hoàn toàn với cả những cái phụ kiện mà vàng 24K. Đó. Chiếc này sử dụng là size 40mm với cái phần lắc nó cũng khá là ngắn, nó không dài. Và các bạn chỉ cần tay khoảng 16cm là các bạn sẽ có thể nuốt được em này. Đeo rất là dễ dàng. Đó, các bạn thấy khi mình trên tay nó sẽ rất là tuyệt vời. Phần dây thép của chúng ta cũng được làm đẹp với cái khóa gập đôi, khóa gập double push. Và các bạn sẽ thấy cái logo Certina được khắc ở phía phần khóa này. Tất cả phần dây khóa còn nguyên seal và đây là sản phẩm mới 100%. Cũng như là đáy các bạn có thể thấy đầy đủ các cái seal, bao gồm cả seal serial number cũng như là cái seal vàng, seal ni lông của em nó. Phần đáy của chúng ta sẽ có những cái thông tin như là Certina DS1 này. Chúng ta có Sapphire Crystal này, độ chống nước 100m này. Và chúng ta có chất liệu là thân thép không gỉ, nó được in đầy đủ trên phía trên và serial number của em nó. Đó, bộ máy của chúng ta ở phía trong thì là ETA C07.111 đang chạy rất là tít ở đây. Với chiếc này có độ chống nước 100m, tuy nhiên chúng ta không có cái núm scale down mà núm này của chúng ta là núm thường. Điều đó chứng tỏ là Certina làm những cái phần gioăng cao su ở phía trong rất là tốt, giúp cho chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm với cơ chế là double security của họ.
Chiếc này có giá hãng vào khoảng 1.020 đô, và nếu như các bạn tính ra tỷ lệ nhân 23.000 và cộng 10% thuế thì em nó sẽ vào khoảng tầm 25 triệu gì đó. Còn mức giá của iSet đưa ra nó chỉ khoảng chưa đến 13 triệu thôi, cho nên là nếu anh em có nhu cầu chiếc này, anh em có thể qua iSet thử trên tay chiếc này. Cảm ơn anh em rất là nhiều và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào các bạn.